Hello, xin chào tất cả bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ cầm cây Carrot Bone Beats đi thông đít Dubai. Vâng, hôm nay đóng giả làm Lý Thông vậy. Nếu mà muốn cận chiến được thì chúng ta cần phải có một khẩu súng cực kỳ chất. Hôm nay thì mình sẽ cầm theo cây TMP Luna, một cái khẩu súng đi săn có thể cover cận chiến mát tốt. Đây rồi, con hàng đầu tiên. À, mới vào này. Ui dồi ôi, mạnh thế. Vâng, nó chưa nhấp nháy mà chọc phát là đi luôn. Đúng là gậy thông đít có khác. Anh tơ hứng chó này. Gì đây? Đấy. Này thì hứng chó này. Này thì hứng chó này. Cái tội thích thể hiện à? Vâng, tao sợ mày quá cơ. Thế này, may quá. Quả mình đi ngang mình thấy nó đi vào cái hẻm. Vâng, quay lại nó đã lao đến trước mặt rồi. Ý. Tokuda này. Nhây này. Úi trời ơi, sợ phết. Vâng, quả đấy mình thấy nó bút máu rồi, nên cứ lao lên mà thông thôi. Thế tự nhiên lừa tình kìa. Ui rồi ôi, cái chiêu đấy nó xưa rồi bạn ơi, quá xưa rồi. Mệnh lừa tình, lừa ai chứ lừa mình khó lắm. Ui rồi, mình đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi thì bây giờ những cái đấy nó không còn thấm tháp vào đâu nữa. Vâng, rốt cuộc thì bạn cũng phải nằm xuống thôi. Vâng, bốn em đã lên tivi rồi. Còn bạn nào muốn lên tivi xem nữa không? Mình đang đứng ở đây để chờ các bạn. À, bắn luôn đi, ok. Úi dồi ôi, thằng này cũng tính lý thông từ từ dưới thông lên này, đậu xanh. Được, hay lắm. Này, tính lý thông tao này. Úi dồi ôi, ơ lag thế nhở. Đó là mình dừng rồi vẫn headshot đi luôn kìa, đậu xanh. Để mình xem có thằng nào không. À, vâng, anh tia chớp. Được rồi. Úi dồi, mặt anh đẹp dài thế. Úi dồi, cái gì đấy, lừa tình à? Này, lừa tình này ấy. Những cái thằng mà chuyên đi lừa tình như thế là phải giết. Rồi, hình như là còn 3 thằng nữa. Ok. À, có hero. Thế thì 4 thằng nữa. Mình cứ tưởng là hết giờ cơ. Thế đây nào có hero ạ. Vâng, tuyệt vời. Thế này thì em lại cần team thôi. Đấy, khẩu này cover cận chiến thì mắc bá. Thằng kia nhấp nháy rồi. Tiếc thế. Thằng kia nhấp nháy thì không ăn được. Không sao, mình sẽ ăn những cái thằng này. Đấy, mấy thằng hứng chó như thế này thì phải giết trước. Phải giết trước. Úi dồi, mất ra rồi, biến luôn. Biến luôn. Double kill. Rồi, thằng nữa đâu. Đây rồi, úi dồi, nhấp nháy. Nhấp nháy như cái đèn led ý. Bảo sao không chết được. Thằng này tính ăn nó từ trước kia rồi kìa. Nhưng nó xa quá. Tay mình không phải là tay Luffy, nên quyết định là phải cho nó lại gần mới giết được thôi. Thằng cây Carrot Bone Beats này nó rất là bá nhá. Nó chém thường rất là nhanh. Chém đặc biệt thì hơi ảo. Cảm giác nó rất là ảo. Lúc xa lúc gần. Lúc thì đụng vào thì chết, mà lúc này đụng vào không chết. Cảm giác chém cái này mình vẫn chưa quen. À, đây đây đây, bên này em ơi. Úi dồi ôi. Đứng trước là không thể cận chiến được, tại vì bọn nó cover rất là ghê. Đây này. Úi, gì đấy? À, này thì rông non này. Vâng. Úi dồi ôi, thế kia các bạn thấy không ạ? Thấy không ạ? Ơ kìa, vãi xoài. Vâng, chọc một phát không hiện đàm, hư cấu. Vâng, các bạn có thấy ảo không ạ? Ê rồi, u rồi, hai con thì mệnh mình cứ tưởng một con sao nó phân thân kinh thế nhở. Ăn luôn này, mấy thằng này nó kêu kinh quá à. Anh em ơi, cover bình tĩnh thôi, ăn nhiều quá lòi mồm ấy. U rồi, bọn này nó nhảy xuống cầm MG nhảy xuống luôn. Chết. Được, chờ đấy. Để mình cho mình chạy ra sau này đi, để cho zombie nó cào chúng nó. Có nhiều zombie một tí là mình sẽ đi cận chiến. Nhìn này ít quá à. Cận chiến không bỏ xử à. Ê ơi, nhiều zombie rồi. Đâu? Zom đâu? Cái định mệnh đâu rồi? What the fuck? Vâng, không thấy mặt chúng nó đâu. Chịu rồi. Có hero luôn. Chắc là chúng nó cào nhau ở phía trước. Ok. Đây rồi, tơ à.
Dexter này. Úi dồi ôi, mất giáp kìa. Định mệnh. Ghê vậy ba. Vâng, đi thì đi. Bà luôn đi. Còn kéo theo cái giáp nữa. Ê ôi, úi dồi ôi, yếu thế. Nhấp nháy đi. Ủa, cái gì vậy? May quá. Biến ngay dùm bài. Ê chết nhầm, biến ngay hero. Quả đấy mà biến không kịp có khi lại bị cào. Sợ thật ý. Ơ thằng này chết dĩ nhở. Vâng chết mắc dị, vâng chết ngồi. Ai, vâng này toàn tia chớp ấy nhở. Tia chớp này, úi dồi. Ơ hết giờ à, nhanh vậy. Ơ hết giờ nhanh ấy nhở. What? Ôi không sao, mình sẽ qua đợt này tiếp tục đi cận chiến. Đấy nào, nãy tính đợi nhiều zombie rồi cận chiến luôn. Thế đấy nào, nhiều zombie một cái có hero vẫn không được biến, vẫn không được chém được thằng nào, chém được mắc ít. À hero, à chết nhầm, zombie này. Vâng chém nhiều quá, bây giờ ăn mi cho làm zombie. Sợ thật ấy. Rồi trên thùng hàng, nãy mình thấy trên thùng hàng có vài thằng. Đấy đấy. Tự nhiên. Này đi. Ê, kìa. Chạy đâu? Không thoát thằng nào luôn. Ai hí. Đây rồi, còn bọn trên bàn thờ nữa. Ok, ok. À đồ ghê đấy. Bàn thờ thì cover rất là ghê. Bắn rất là chất. Rồi chúng ta đợi hồi máu rồi lên cao. Như này lên dễ bị bắn chết lắm. Ok đầy máu rồi, chỉ có 6.700 máu thôi. Level 3 mình chỉ có 6.700 nhở. Hôm nay thì mình chơi chế độ zombie V4 nên zombie nó không được trâu. Mình chém rất là dễ chết. Ơ cái định mệnh. Cái đích nào nhảy mít nhở. Xàm thật ý. Rồi rồi, úi dồi ôi, cái thằng hero. Mình cảm giác zombie V4 cương thi nó nhảy rất là cao. Nếu mình chưa bật kỹ năng đặc biệt của nó, nhảy vẫn rất là cao. Ế vẫn qua được. Há đủ chạy à? Chạy đâu? Chạy đâu con lợn này? Mấy lượn này. Này thì lượn. Này thì lượn này. Nữ thần bảo thủ. Vâng. Ta nữ thần rồi còn bảo thủ nữa. Mà làm sao không chết được. Nãy giờ xàm xàm nhiều quá, đéo có cận chiến nào. Toàn làm giữa bài, khổ thật ý. Trận này chúng ta sẽ cố gắng đi cận chiến nhiều một tí. Được mỗi đầu trận nhiều giữa bài để chém. Trên thùng hàng kìa, thôi bỏ đi. Để cho nó cao. Nhiều một tí chúng ta lại có món đồ để mà nhậu. À đâu không cao được kia. Tơ phế vật. Thì mệnh chát chửi nó đi các bạn ơi. Mệnh tơ xúc vật. Trên PC tơ như thế là bị ăn chửi ấy. Động xanh. Nó lùa đến như thế là vẫn không cào được. Rồi rồi. À, thanh niên tơ cú đa. Tơ cú đa đúng rồi. Ơ kìa. Vãi doài quả bom. Thì mệnh quả bom đi lấy vào lòng người. Mình để nó nhấp nháy thì quả bom nó ăn luôn. Vãi xoài. Ê ôi dồi, không biết ăn thằng nào đây. Ê thằng này. Thằng này có hồi máu. Ý, từ từ. Ý. Rồi bạn ấy đã ra đi. Vâng. Đây rồi. Tơ đi nhấp. Đi tơ đi quay tay này. Hay lắm. Thế này càng dễ cận chiến này à. Đấy, úi dồi, còn bật kỹ năng đặc biệt nữa chứ. Tôi xong tơ rồi. Số phận tơ đã an bài rồi. Không phải cố. Ơ kìa. Thế đấy nào, lỡ tay. Sorry. Quả lỡ tay. Lần này thì mình sẽ không lỡ tay nữa đâu. Đây rồi. Chạy đâu cho thoát. Thế như tơ. Úi dồi. Số phận đã định đoạt chúng ta đã thuộc về nhau rồi. Thì bạn không thể thoát được đâu. Ơ kìa, cái đậu xanh. Cái bọn thùng hàng. Mồm tụi mày to thế. Rồi, cố lên, chúng ta phải ăn được. Ơ kìa, nó chạy nắp à. Không sao, đây. Đây rồi.
Đây rồi, úi dồi ôi, mật già vẫn không ăn được. Vãi xoài. Ôi chém một phát nó không chết. Yếu thật. Mà chém thường thì yếu, nhưng chém đặc biệt thì mình cảm giác cũng khá là mạnh chứ. Lúc đầu mình chém cái thằng chưa nhấp nháy nó chết luôn mà. À đây rồi. Úi dồi hết giờ, vãi xoài. Mình vẫn không cận chiến được thằng tơ. Trận này mình cố gắng clear team mới được. Con này nó càng cuối trận là nó càng thẩm du rất là kia. Nên dù mai rất là khó cào. Chơi rất là khám. Những cái phát cuối cùng chúng ta nên đi cận chiến thì tốt hơn. Chứ không nên bán làm gì nó mệt người. Đấy, cứ cuối trận thì ngu cận chiến thôi. Đấy, có Zumbai đích đâu. Đây rồi, anh tơ. Bắn nhấp nháy. Rồi xiên một phát. Rồi xiên em một phát. Đấy. À, tuy nhiên lúc nãy bị cận chiến thế này. Quay lưng lại luôn. Ôi giời ơi, rừng vẫn chết này. Quá xoài. Nói quay lưng lại nó bất lực rồi anh em ạ. Nó bất lực. Hoặc nó lừa tình. Mình nghĩ nó lừa tình thay vì bất lực. Nó quay lưng lại để lừa tình thôi. Mấy thằng như này nguy hiểm lắm. Úi dồi, anh tơ à. Anh tơ này. Đấy đấy đấy. Mấy thằng như lừa tình đậu xanh. Đấy, bắt đầu đứng quay lưng lại này. Đấy, biết ngay mà. Này thì quay lưng lại này. Ok, cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Trận này mình máu chó à. Chém kinh mãi.